Xin chào, tôi là Nguyễn Linh Hải. Ở trong video này thì tôi sẽ review lại cái hệ thống Chatfield. Đây là hệ thống giúp cho chúng ta tạo lên chatbot để có thể là thu hút, tương tác và chăm sóc khách hàng một cách hoàn toàn tự động hoặc là bán hàng tự động theo những cái kịch bản mà chúng ta đã lập lịch ở trong cái hệ thống Chatfield này. Và trước đây tôi cũng làm một cái video review về cái hệ thống này, và sau một cái quá trình sử dụng và chăm sóc khách hàng thì cái hệ thống Chatfield người ta nâng cấp lên, thay đổi cái giao diện một chút, thì những cái nút bấm hay là những cái từ ở trong đó có tinh chỉnh đi một chút. Thì tôi làm video này để review lại để các bạn có thể hình dung rõ hơn về cái hệ thống mà sau khi update nó như nào. Đầu tiên thì chúng ta vào trong cái phần chat field của hệ thống, ví dụ tôi sẽ vào một cái page ở đây, và đây là cái giao diện mới, thì vẫn các cái thanh công cụ. Thì tôi sẽ mở cái giao diện cũ này. Đây là một cái ảnh chụp, mà trước đây cái giao diện cũ thì đơn thuần nó chỉ bao gồm là các cái mục này. Về mặt cơ bản thì không có gì khác cả, chỉ là tinh chỉnh đi một chút. Ví dụ như ở đây là cái mục Automate, thì đó là khu vực làm việc chính, thì gồm các block và các cái plugin để có thể là add vào tạo nên những cái kịch bản có sẵn. Thì về mặt cơ bản là vẫn sử dụng như vậy. Còn các mục khác, ví dụ như ở đây cái mục Broadcast, tức là để có thể gửi tin nhắn cho những khách hàng đã tương tác với cả bot, thì hiện tại đã đổi tên nó thành là ReEngage này. Đây, cái hình dấu hai mũi tên này, thì cũng vào đây là soạn những cái tin nhắn có thể gửi ngay lập tức hoặc là hẹn giờ, Schedule for late này, hoặc là gửi khi mà cái người dùng người ta mình tạo những cái trigger chẳng hạn, ở cái mục Add a Trigger. Thì ở đây nó cái ký hiệu nó khác đi một chút thôi, nó thay đổi thành cái broadcast thành reengage, hay như một cái mục khác, ví dụ như ở đây còn các cái mục khác thì setup AI này, là tin nhắn phản hồi theo cái từ khóa người dùng chat, hay config cài đặt. Cái phần này là phần thống kê. Thì về mặt cơ bản ở trong cái giao diện mới này cũng không có gì khác nhiều, và chỉ có một cái phần, đó là ở trong cái phần Automate này thì có thêm một vài các cái tính năng khác. Ví dụ như là tôi sẽ vào đây, ở đây thì ở cái giao diện cũ thì các cái mục này có cái phần đó là Go to Block này, tức là chúng ta khi mà đến một cái phần ví dụ là cuối của mỗi block mà chúng ta muốn điều hướng sang một block khác, thì bây giờ ở cái giao diện mới đã đặt một cái tên khác, đó là redirect to, vẫn cái ký hiệu cái hình chuỗi này đó. Và giao diện mới này thì nó có thêm một cái nữa, ví dụ như tôi sẽ vào một cái block khác, ví dụ đây một block bất kỳ, thì nó có thêm một cái tính năng, đó là inbound link và outbound link. Tức là inbound link tức là các cái đường dẫn đến cái block dữ liệu này đến từ nguồn nào. Ví dụ ở đây là wrap đến từ cái đường link có sẵn của cái block này, hay là ORU tức là cái trong cái điều kiện ở cái phần mà AI rule, đó là khi mà khách người ta chat lên một cái từ khóa nào đấy thì sẽ dẫn đến block này, hay là đến từ menu danh sách homestay. Và outbound link là cái đầu ra cuối cùng, đó là met nhắc chọn list homestay hoặc là script một đó. Thì ở đây nó có thêm một cái tính năng đó, và đồng thời những các cái plugin khác nó cũng đổi tên đi một chút xíu. Ví dụ như ở đây là text này, typing, image, gallery, ảnh hay bộ sưu tập thì không có được giữ nguyên, không thay đổi. Nhưng khi ấn vào more này thì ở giao diện cũ chúng ta sẽ thấy ví dụ như một vài các cái thay đổi nhỏ thôi, còn đâu các cái ký hiệu nhỏ ở đầu này là giữ nguyên. Thì chúng ta dù là không biết tiếng Anh nhưng mà chúng ta nhìn ký hiệu là chúng ta có thể phân biệt được. Và tôi đã có những cái video mà chia sẻ chi tiết từng cái tính năng của các cái plugin này. Ví dụ như ở giao diện cũ là cái user input này, thì ở trong giao diện mới đó là set user input,
hay là ở cái giao diện cũ là Setup User Attribute, thì sang cái giao diện mới thì là Set User Attribute. Về mặt cơ bản thì các cái từ khóa nó gần gần giống nhau, và chúng ta nhìn các ký hiệu ở bên đầu này hoặc là những cái tên tiếng Anh này, nó về mặt cơ bản nó khá là giống nhau. Đồng thời là khi ở cái phiên bản nâng cấp của Chartfield này thì nó có thêm rất nhiều những cái các tính năng khác, thì tôi đã có những cái video chia sẻ chi tiết từng cái tính năng một. Ví dụ như là trước đây thì chưa có các cái tính năng mà đẩy dữ liệu thông qua bảng Excel hay là kết nối trực tiếp với Zapier, thì ở cái phiên bản mới đã có trực tiếp rồi. Đây có những plugin này để chúng ta có thể làm một cách rất là nhanh chóng. Đó là những cái gì mà có một chút thay đổi ở giữa cái giao diện mới và giao diện cũ thôi, về mặt tính năng và các cái plugin khác, và để đáp ứng được cái nhu cầu của chúng ta trong cái việc mà thiết lập lên một cái hệ thống tương tác, chăm sóc và bán hàng cho khách hàng một cách tự động, thì hoàn toàn là cái phiên bản mới bao giờ cũng tối ưu hơn. Vì vậy là giao diện trông nó cũng đẹp mắt hơn. Và các bạn hãy xem chi tiết các cái video hướng dẫn để có thể thiết lập lên cái hệ thống Chartfield này ở những cái video khác của tôi. Chúc bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.